Review sách tìm lại cái tôi đã mất. Tìm lại cái tôi đã mất cuốn sách kỹ năng sống dành cho tất cả bạn trẻ đang loay hoay tìm kiếm đam mê, tìm kiếm những thứ phù hợp với bản thân mình. Thành công sẽ mỉm cười với những ai chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ mỗi ngày, cảm nhận về sách. Nội dung của cuốn sách xoay quanh những vấn đề mà người trẻ hay gặp phải đó là theo đuổi niềm vui giả tạo thứ khiến con người vui vẻ trong chốc lát và đánh rơi chính bản thân mình. Khi bạn chuẩn bị học tiếng Anh nhưng ngay khi ngồi vào bàn học thấy bài vở quá nhiều liền nhanh chóng bỏ cuộc và tự an ủi mình rằng mình lâu lâu mới học bài nhưng còn hơn khối người không bao giờ chịu học để giúp bản thân cảm thấy an tâm vui vẻ nghịch điện thoại, xem phim. Tìm một chút niềm vui giả tạo, bạn cố tình không quan tâm đến việc học hành mình, để rồi ngày trôi qua. Bạn học hành chỉnh mảng khiến việc học tập xa sút nghiêm trọng. Kết quả của việc chạy trốn chính là một con người thất bại, cảm giác mặc cảm ấy được che giấu đằng sau niềm vui giả tạo bạn thấy mọi người xung quanh có được công việc nhiều tiền còn bản thân thì vẫn đang chật vật với tiền nhà mỗi tháng bạn bắt đầu nhen nhóm trong lòng muốn lập tức thay đổi công việc hiện tại để có cuộc sống vô lo vô nghĩ như cuộc đời của những tượng đài thành công đến khi bắt tay vào làm thì cảm thấy quá khó lại còn không chắc chắn sẽ nhanh chóng thành công trong công việc mới suy đi tính lại thì công việc hiện tại vẫn ổn mặc dù có chút khó khăn nhưng sự chắc chắn mới khiến bạn cảm thấy an toàn bạn an ủi bản thân rằng công việc hiện tại không có quá nhiều áp lực Tốt như thế thì sao phải liều mạng kiếm tiền? Bạn sợ bản thân không chịu được khi phải nỗ lực ngày đêm, bạn tự bao biện sự thấp kém của cái tôi. Sở dĩ nhiều người không dám thay đổi vì hoài nghi năng lực của bản thân, sợ cảm giác bất lực. Vô tình sự sợ hãi đó giam lỏng họ vào niềm vui giả tạo, rằng bản thân có tầm nhìn xa trông rộng, đó là hành động sáng suốt. Trước sự phát triển không ngừng nghỉ của xã hội, sự lớn lên mạnh mẽ của công nghệ, bùng nổ của thông tin theo thời gian niềm vui của con người cũng dần được biến đổi có người vui vẻ vì bản thân giỏi hơn người khác cũng có người chỉ nghĩ đơn giản là được sống một cuộc đời bình an với ước muốn có cuộc sống dễ dàng nhiều người đã làm biến chất niềm vui thay vì sống cuộc đời của mình thì họ lại chọn cách hòa mình vào đám đông để tìm kiếm sự an toàn khi cố gắng không tới không muốn tiếp tục nhiều người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh họ viện cớ vì mình bận rộn vì ông trời bất công vì không gặp may mắn tác giả cho rằng chúng ta vẫn hay có thói quen biện hộ cho những tật xấu của mình để giữ hình tượng tốt đẹp của bản thân Thế nhưng từ trước đến nay cuộc sống chưa từng đối xử bất công với ai, chỉ là chúng ta không đủ kiên nhẫn để giành lấy công bằng cho bản thân mình mà thôi. Đừng đụng một chút là than vãn, đổ lỗi cho cuộc sống hãy xem lại bản thân mình, liệu bạn đã thật sự cố gắng hay chỉ đang giả vờ cố gắng. Bạn yêu thích sự thành công nhưng lại không thật sự muốn nó, bạn làm việc với tâm trí nửa vời, hơi hợt và cho rằng như thế đã là giỏi hơn nhiều người rồi. Bạn chấn an bản thân rằng khi có hứng thú và đúng thời điểm thì mới có thể làm việc thuận lợi. Nhưng làm gì có thành công nào đến dễ dàng như vậy, bạn không có tư cách bắt ông trời phải trả công cho sự cố gắng hời hợt của mình. Trên thế giới này không có phép thuật nào có thể khiến chúng ta có được sự thay đổi như kỳ tích mà không mất một chút công sức nào. Nếu có thì đó nhất định là chúng ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khi một năm mới bắt đầu cũng là lúc mọi người hy vọng những điều tốt đẹp đến với bản thân. Rất nhiều kế hoạch được viết ra với sự hào hứng hơn bao giờ hết nhưng kết quả là chẳng mấy ai thực hiện. Tôi tự hỏi rốt cuộc tuổi trẻ có bao nhiêu mà bạn phải trần trừ hết lần này đến lần khác. Nếu bản thân không thay đổi, năm mới đến cũng chỉ là quá khứ tiếp diễn. Trích dẫn trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì lưu tư hạo. Niềm vui thực sự luôn ngự trị trong trái tim của mỗi con người. Hạnh phúc không phải là đích đến mà đó là một cuộc hành trình giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Sự tán đồng, ánh nhìn xung quanh không phải là cách để bạn định hình lại cuộc sống của mình. Những lời khuyên từ gia đình, bạn bè, người thân chỉ để tham khảo còn không ai có thể thay thế bạn sống cuộc đời của mình thế nên đừng vì niềm vui của họ mà đánh mất bản thân mình rồi dựa vào sắc mặt của họ để lựa chọn công việc ước mơ tạm bỡ không phải của mình hãy lắng nghe trái tim làm việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết và đam mê đến một ngày ông trời nhất định sẽ không phụ người chăm chỉ cuộc đời của bạn thành công hay thất bại vui vẻ hay đau khổ đều do bạn quyết định Đặt chân đến nhiều mảnh đất xa xôi không bằng một lần khám phá bản thể bên trong ta đó mới là cách giúp bạn cân bằng được cuộc sống. Lúc ấy, lời thoại của nó luôn là, có một ngày, luôn có một ngày như thế, sẽ có một ngày như thế. Tóm lại trong tương lai, tư tưởng của chúng ta có bản lĩnh với tới cả trăng sao trên trời. Nếu trong quá khứ, tư tưởng chưa cảm thấy no nê, thỏa mãn, nó sẽ lén lẻn vào tương lai của chúng ta. Không gian mà tương lai cho quả thực còn rộng mở hơn quá khứ rất nhiều phải khẳng định lại một lần nữa là rất bao la rộng mở. Nó có thể thỏa sức vùng vẫy, hoan ca, ở đó nó có thể biến tất cả khả năng thành hiện thực, ở đó nó có thể nhìn thấy, sân khấu ấy là thuộc về mình, những tiếng vỗ tay ấy cũng thuộc về mình, những chiếc xe, căn nhà và tất cả những thứ mình muốn đều là của mình. Lời kết, một đời người dài như thế, chúng ta không thể sống tạm bợ với niềm vui giả tạo. Hãy thoát ra khỏi những ràng buộc và đi tìm lại cái tôi đã đánh mất bấy lâu nay của mình bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi bạn khoác trên người bộ quần áo thuộc về mình dáng vẻ tự nhiên nhất của bản thân